Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Đây mình đứng từ trên cao mình quay xuống ngay đây là một cái ngã tư giữa trung tâm của thành phố chỗ mình ở luôn. Ngay gần nhà mình đây các bạn nhìn. Mình quay cho các bạn xem từ trên cao xuống nhé. Ở ngoài đường ấy thì người dân không chịu đeo khẩu trang các bạn nhìn này. Nhưng mà trong nhà vào trong cơ quan xí nghiệp thì bắt buộc phải đeo các bạn. Đấy, tàu điện chạy ngược xuôi tấp nập luôn. Tàu điện chạy trong thành phố các bạn ạ. 5 phút, 10 phút có chuyến. Đi các ngã. Đấy, thành phố Nước Đức đấy. Bạn nào mà hứng thú ngắm thành phố Nước Đức thì mình quay để cho các bạn ngắm. Cầm máy cẩn thận, nhưng mà rơi cái thì thôi. Tồi đời luôn này. Có một cái khu nhà họ làm mãi chưa xong các bạn. Rồi mà anh đây chỉ có vứt đi thôi các bạn này. Nguy hiểm lắm. Đấy các bạn có thể ngắm. Giữa trung tâm thành phố luôn các bạn. Giữa trung tâm ngã tư đấy. Chỗ này là trung tâm nhất đây. Đấy, xe đạp ít các bạn. Đa số là ô tô với người đi bộ. Bộ thì đi ít thôi. Người ta đi vào cho các cái siêu thị cửa hàng thôi. Còn nếu họ đi xa thì họ không đi ô tô, không đi xe đạp thì họ đi tàu điện kia kìa. Tàu điện về các ngã. Đấy, xe đạp nó có đường đi riêng đấy các bạn. Không có chung đụng đâu. Đấy, các bạn có thể ngắm. Hôm nay mình quay từ trên cao xuống. Thế là mình đi bác sĩ. Mình đi bác sĩ mới đi lên cầu thang ấy. Mình mới nghĩ ra mình quay video cho các bạn ngắm. Đấy các bạn, trung tâm thành phố Nước Đức đấy. Tàu điện chạy ngược kia xuôi đây. Đấy. Cái này lại chạy về đằng này. Ngồi trong tàu điện là cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang các bạn. Ở ngoài thì không. Nhưng mà cứ vào trong cửa hàng hay trong tàu điện này bất cứ vào đâu là phải đeo khẩu trang. Còn ngoài đường thì không đeo thì người ta cũng chẳng bắt được. Nhưng mà đa số họ ít đeo, họ lười đeo đó các bạn. Xe đạp nó có đường đi à nói, không đi bừa bãi được. Đi bộ đi sang đường thế phải chờ đèn các bạn. Mà nhiều lúc mình cũng đi ẩu, nếu mà gặp công an là không được đâu. Nhiều lúc không có người, đèn đỏ mình cũng chạy sang đấy. nhiều người họ nghiêm chỉnh lắm, họ không thể đâu. Kia là cái bến tàu điện mọi người ngồi chờ kìa. Đấy. Chủ yếu là ô tô các bạn ạ. Người đi xe đạp với xe máy ít lắm. Xe đạp thì còn nhiều, xe máy rất là ít. Thỉnh thoảng có cái thôi. Không, mùa hè thì họ đi nhiều, nhưng mà gọi là nhiều thì cũng không nhiều. Gọi là nhiều hơn bây giờ một tí thôi, chứ không phải là nhiều như Việt Nam các bạn. Đấy. Người đi đấy các bạn nhìn. Xe đạp một đường, đi bộ một đường. Hôm nay thì mình thấy người ta đi ra đường tấp nập bình thường như mọi hôm rồi. Như hồi chưa có dịch rồi. Nhưng mà phải đeo khẩu trang. Nó khác cái là phải đeo khẩu trang. Vào cơ quan xí nghiệp thì phải đeo khẩu trang. Và không được vào nhà đông. Còn người đi thì các cửa hàng quần áo là mình thấy mở lại hết rồi đấy. Đấy, các bạn nhìn đấy, xe ô tô đấy, xe ô tô chạy đấy.
Ok, đấy là mình quay trên này xuống cho bạn nhìn vào đây là cái chỗ mà mình đi vào bác sĩ này, đi vào bác sĩ xong bây giờ mình đi đi về nha, mình không đi cầu thang máy mà mình đi xuống qua cầu thang này. Mình có thời gian thì mình đi cho nó khỏe cái đầu gối các bạn ạ. Mình không đi cầu thang máy mà mình đi bộ xuống. Mình đi chậm chậm không ha. Không có máy nó rung các bạn kêu. Đây cầu thang ba cái cầu thang máy đây. Cầu thang máy ở đây họ làm đơn giản lắm, mình không thấy đẹp như ở Việt Nam đâu. Việt Nam làm đẹp lắm. Cầu thang máy ở Việt Nam đẹp thôi rồi, có gương có ghế cả noi nhé. Ở những cái chỗ không biết là bình thường thì có không, nhưng mà cái chỗ khách sạn này mình thấy toàn có gương đẹp lắm, hay lắm. Thôi ok nhé, bye bye các bạn nhé. Bye. Mình đi xuống cầu thang này nó rung lắm. Bye nhé.